Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đọc về tình trạng vú lộn nhộn. Thật là không may là cái tình trạng vú lộn nhộn gây ấn tượng sai lầm về cơ thể bạn. Bạn thường được nghe rằng vú lộn nhộn là triệu chứng của u nang sơ hóa. Những người phụ nữ này phải chịu nỗi sợ hãi không cần thiết, thậm chí còn phải trải qua các phẫu thuật gây biến dạng vú. Một số người phụ nữ thì vú rất là mịn, một số khác thì lại thấy rõ những u cục gồ ghề giống như những đường rải sỏi. Vú của một số người lại ở giữa hai hình thái này, nghĩa là chỉ có những hạt nhỏ ở vú, và điều này hoàn toàn bình thường. Do đó, đây không phải là u nang sơ hóa mà cũng không cần phải làm các phẫu thuật gây biến dạng vú. Vú cũng rất đa dạng giống như các thành phần khác của cơ thể, như có người cao, người lùn, người da sáng, người da đen, người thì vú nhẵn, người thì lại có những cái hạt lộn nhộn, gọi là vú lộn nhộn. Vú của một người cũng có sự khác nhau, như là ít hạt hơn ở gần nách hoặc ở đỉnh vú và nhiều hạt hơn ở những bộ phận khác ngoài xa nách hơn hoặc là xung quanh đỉnh vú. Điều này có thể thấy ở một vú hoặc cả hai vú, và bạn sẽ thấy rõ khi tự khám vú của mình. Điều quan trọng là cần phải làm quen với vú của mình và cảm nhận vú của mình. Thì dựa vào đó mình sẽ không cảm thấy lo lắng, không cần thiết và không làm những phẫu thuật không cần thiết. Xin sẽ gặp lại các bạn ở trong những video sau để tìm hiểu về vú và sự phát triển của vú. Nhờ đó mình có thể làm quen được vú của mình. Nhân đây thì tôi cũng sơ qua một số hình ảnh về trang fanpage nâng ngực xoa trễ của bác sĩ Quang, tầm soát ung thư tổng thể của bác sĩ Quang, thích tìm kiếm bác sĩ Quang như là đánh bác sĩ Lê Hồng Quang bệnh viện ca hoặc bác sĩ Lê Hồng Quang trên Google, Facebook và YouTube thì nó sẽ tìm thấy những thông tin về bác sĩ cũng như là các trang nhóm của bác sĩ. Đây là một ví dụ khi mà ta đánh vào bác sĩ Lê Hồng Quang bệnh viện ca thì sẽ tìm thấy nhóm đây, cũng như bác sĩ có một cái nhóm phòng chữa viêm u hạch ung thư vú và đăng những cái video này ở đấy. Bác sĩ Quang tương tác với các bệnh nhân và trả lời các hỏi đáp các bệnh nhân, vì bình thường bác sĩ Quang rất là bận, cũng không mấy người có thể gặp được bác sĩ Quang. Thì dựa vào nhóm này thì bác sĩ Quang những lời hỏi đáp và những câu hỏi của bác sĩ Quang và của mọi người đến bác sĩ Quang cũng như là câu trả lời thì đến được với rất nhiều người. Và đây là kênh YouTube bác sĩ Quang đăng những hướng dẫn khám vú ngừa ung thư, những hỏi đáp. Thông tin của bác sĩ Quang đây. Xin hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo, và tạm biệt.